Sáng ngày 18 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với Đoàn Văn Quân, sinh năm 1993, trú tại thôn Thất Giao, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, với hành vi điều khiển xe ô tô trong cơ thể có chất ma túy. Trước đó, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại km số 469 cộng 100 quốc lộ 1A thuộc tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh, đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tiến hành cho dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 99H00531 do Quân điều khiển lưu thông theo hướng Nam Bắc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cơ thể tài xế Đoàn Văn Quân có chất ma túy. Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ngày 16 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ra quyết định số 1014 QĐ-SBVBHC xử phạt số tiền 35 triệu đồng đối với Đoàn Văn Quân do có hành vi điều khiển ô tô trong cơ thể có chất ma túy, quy định tại điểm C, khoảng 10 điều 5 Nghị định số 100/2019, Nghị định Chính phủ. Ngoài bị xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng, Quân còn bị tước giấy phép lái xe thời hạn 23 tháng, theo quy định tại điểm H, khoảng 11, điều 5 và điều 81, Nghị định số 100/2019, Nghị định Chính phủ.